Thưa quý vị và các bạn, trong chương mục giả đá và tuyên truyền pháp luật hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn nội dung đề cương giới thiệu luật dân sự được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015 tại kỳ họp thứ 10 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào quý vị khán giả xem truyền hình. Trong chuyên mục tìm hiểu pháp luật ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng với quý vị khán giả chúng ta tìm hiểu về Bộ luật dân sự năm 2015. Kính thưa quý vị, Bộ luật dân sự được Quốc hội thông qua vào ngày 24 tháng 11 năm 2015 tại kỳ họp thứ 10. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Về bố cục của luật Bộ luật gồm có 6 phần, 27 chương và 689 điều. Xin được trình bày những nội dung cơ bản của bộ luật thừa kế theo pháp luật. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật thứ nhất, không có di chúc. Thứ hai, di chúc không hợp pháp. Thứ ba, những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc. Thứ tư, những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản. Người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự ba hàng thừa kế quy định tại điều 651. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Những người thừa kế ở hàng sau chỉ được hưởng thừa kế nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết. Không có quyền hưởng di sản bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản theo quy định tại điều 651. Thừa kế trong trường hợp vợ chồng đã chia tài sản chung, vợ chồng đang xin ly hôn hoặc đã kết hôn với người khác. Trường hợp vợ chồng đã chia tài sản chung khi hôn nhân còn tồn tại mà sau đó một người chết thì người còn sống vẫn được chia thừa kế di sản. Trường hợp vợ chồng xin ly hôn mà chưa hoặc đã được tòa án cho ly hôn bằng một bản án hoặc quyết định nhưng chưa có hiệu lực pháp luật. Nếu một người chết thì người còn sống vẫn được hưởng di sản thừa kế. Người đang là vợ hoặc chồng của người tại thời điểm người đó chết thì dù sau đó đã kết hôn với người khác vẫn được chia di sản thừa kế theo quy định tại điều 655 một điểm lưu ý là luật dân sự năm 2015 không quy định về việc lập di trúc chung của vợ chồng theo quy định tại các điều 663, 664 và 668. Các nghĩa vụ tài sản và các chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán theo thứ tự sau đây. Thứ nhất, chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai, toán, mai táng. Thứ hai, tiền cấp dưỡng còn thiếu. Thứ ba, chi phí cho việc bảo quản di sản. Thứ tư, tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ. Thứ năm, tiền công lao động. Thứ sáu, tiền bồi thường thiệt hại. Thứ bảy, thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước. Thứ tám, các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân. Thứ chín, tiền phạt. Thứ mười, các chi phí khác theo quy định tại Điều 658. Các quy định của pháp luật dân sự năm 2015 áp dụng đối với các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Từ điều 663 đến điều 671 quy định các bên có quyền lựa chọn pháp luật áp dụng cho các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Theo quy phạm xung đột chỉ dẫn pháp luật áp dụng là pháp luật do các bên lựa chọn. Tiếp tục ghi nhận nguyên tắc ưu tiên quy định trong các quy định của các điều ước quốc tế so với các quy định của pháp luật Việt Nam được quy định tại điều 665. Các bên trong trường hợp được lựa chọn pháp luật áp dụng thì có quyền lựa chọn áp dụng tập quán quốc tế. Nếu hậu quả của việc áp dụng trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam thì pháp luật Việt Nam được áp dụng theo quy định tại điều 666. Trường hợp pháp luật nước ngoài được áp dụng nhưng có cách hiểu khác nhau thì việc áp dụng theo sự giải thích của các cơ quan có thẩm quyền tại nước đó theo quy định tại điều 667. Điều 672 đến điều 676 của bộ luật quy định pháp luật áp dụng với năng lực pháp luật và năng lực hành vi của cá nhân được xác định trên cơ sở quốc tịch. Trường hợp pháp luật được dẫn chiếu đến là pháp luật của nước mà cá nhân có quốc tịch thì pháp luật áp dụng đối với cá nhân có nhiều quốc tịch, trong đó có quốc tịch Việt Nam là pháp luật Việt Nam. Quốc tịch của pháp nhân được xác định theo pháp luật nơi pháp nhân thành lập. Điều 677 đến 687 quy định về đối với giám hộ, pháp luật nước nơi người được giám hộ cư trú là pháp luật áp dụng đối với quan hệ giám hộ theo quy định tại điều 682. Đối với quyền sở hữu trí tuệ, pháp luật của nước nơi đối tượng quyền sở hữu trí tuệ được yêu cầu bảo hộ là pháp luật áp dụng đối với quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài theo quy định tại điều 679. Đối với hình thức di trúc, pháp luật áp dụng đối với hình thức di chúc bao gồm pháp luật của một trong các nước nơi mà lập di trúc, nơi người lập di trúc cư trú hoặc có quốc tịch tại thời điểm lập di trúc hoặc tại thời điểm người lập di chúc chết hoặc nơi có bất động sản nếu di sản thừa kế là bất động sản theo quy định tại điều 681. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục giả đá và tuyên truyền pháp luật hôm nay đến đây xin tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chuyên mục này trên địa chỉ website đài truyền thanh .com gov vn Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.